đâu cái tình yêu của tôi. Chào mừng mọi người đến với kênh Ren Nguyễn nhé. Mọi người có ai biết SCP-0099 chưa vậy? 009 á, mình sẽ dắt mọi người đi xem SCP-009 nhé. Cùng đi thôi nào các bạn ơi. Chân chân lên nào. Chậm chân là không còn xuất đi nữa đâu. Let's go. Let's go thôi. Đi thôi. Đó là vào một buổi chiều tối. Trời rất là tối. Tối thui thủi lùi không thấy gì hết. Đây chính là SCP-009 này. Trên mặt có dán chữ cấm chặn vô nè mọi người. Để mình có lên lại chạm vô không? Trong thùng nước này thì có nước màu đỏ đỏ nè mọi người. Chắc là uống không ngon đâu mọi người. Nhà đồ nước này uống vô là trường sinh bất lão luôn đấy. Thật không chết nổi. Mình cũng không tin lắm. Trên đồ này chắc không thức thiệt rồi mọi người ơi. Đời nào uống vô lại bất tử. Để mình múc múc nước này ra coi thử sao mọi người. Múc nước này ra luôn này. Múc luôn luôn mọi người. Cái bình cạn rồi này. Nước cạn đấy sẽ hội luôn rồi. Thôi mình đổ lại được không? Có thử thùng này có sao không? Không, chứ bắt không có chuyện gì xảy ra mọi người. Tôi chẳng thấy gì xảy ra hết trơn vậy. Thôi mình đổ nước lại cho mọi người. Hình như mình bấm nút là nước này sẽ đổ lại đầy bình đó mọi người. Rồi lại rút cạn bình mọi người ơi. Mình sẽ hút hết nước ở trong cái bình này ra mọi người. Nước đâu mà đóng thế nhỉ? Nó bơm ra liên tục cái này. Cái này màu đỏ nhìn thì sợ mọi người. Mà thử đứng ở đây coi có sao không ta. Mình hơi sợ nhưng mà mình không sợ lắm. Không sao, mình sẽ múc tiếp vậy. Sẽ đứng trên móc tục này múc luôn. Không biết có sao không ta. Ok, lỡ rồi. Giờ khô máu luôn. Tự nhiên mình đang vô chết thế này. Nước có tác dụng mọi người ơi, nước này nước độc mọi người. Không ổn đâu mọi người. Toan. Toan thật rồi ông giáo ạ. Thôi chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người vào tập tiếp theo. Goodbye, see you again, bye bye.